làm từ thiện. Anh làm vô phụ hộ chúng sớm mai xuống từ thiện. Đúng rồi, vô pháp nhân cho thành. Bữa nay có mấy chị ở Sài Gòn xuống phát cơm mà vô mộ anh Long cúng hết mọi người. Ba chỗ rồi. Ủa mà cái máy này anh quay cho bạn nào vậy? Em à, quay bằng giữa. Hết đi, quay hết đi. Hết luôn ha. Đoàn Thiện ghé đây luôn, có gì cũng đây. Ủa bạn này đâu có làm YouTube đâu, bạn này quay trên Facebook mà. Ờ, cái đó làm YouTube. Em đi từ thiện. Trời ơi, được gái người mà không làm YouTube ổn đi trời. Gái theo dõi em bắt mày đủ rồi. Ủa mấy chị phát cơm ở đâu? Phát quà chứ không phải cơm. Phát quà hả? Ấy xong rồi phát quà rồi ngay chỗ trường học nè. Tập kia một á. Dạ. Cho mấy người nghèo á. Vậy là đồng này ở Sài Gòn xuống hả chị? Sài Gòn xuống. Xe mấy chỗ? Thì mới được. Xe 52 chỗ. Xe 52 chỗ. 52 người. Mày ơi cho bố khỏe mày ơi. Đúng quá đâu chán luôn rồi. Dập bánh mì hết hộn chưa? Xe 52 chỗ đi phát quà từ thiện ở trường gần đây nè. À. Nghe chủ tịch nói rằng mộ của anh Văn Long rồi xuống đây hấp nhang cho ảnh. Còn mấy người kia không có vô nữa hay gì? Mấy người kia lớn tuổi. Ở trường nào chị? Ở trường gần đây mà. Dạ. Dạ. Vậy đó, có cần từ thiện thì có cho mình xuống rồi. Phát quà cho bà con nghèo. Phát quà cho người nghèo. Anh quay kênh anh trước nha mấy bạn. Rồi đi. Quay cho ghé ghé giữa nhiều hơn. Này cũng có duyên với Long hồi xưa, hồi năm 2000 mấy là uống cà phê với ổng nhậu Long hoài luôn á. Rồi đó, nhớ đi, rồi nhắc cảm nhớ đi. Uống cà phê đi ta, vô ta, hỏi ta, hỏi ta, hỏi ta, hỏi em với ổng uống cà phê là thường xuyên, buổi sáng cà phê đi ta luôn á. Tối thì nhậu K3, Sài Gòn. Hỏi dòng ai biết hết á. Giờ có duyên đi tới mộ ảnh luôn nè, không biết là phát quà kế bên mộ luôn. Dạ, không ngờ cái gì. Ờ, ông chủ tịch, ông chị. Dạ. Không biết đi luôn hả? Dạ, không biết đâu. Năm xưa là bạn nhậu hả? Không có nhậu, nhưng mà buổi sáng là bạn cà phê, buổi tối còn nhậu. Dạ, có duyên nó vậy đó. Đi gặp hoài, ảnh cũng chào hỏi. Đâu có biết đặt hát. Thôi thiện hả? Chút xíu nữa nghe bạn. Bạn nói lại chút xíu nữa nghe. Giờ bạn nói lại, nãy bạn nói sao, giờ bạn nói y vậy. Nói cho ảnh rồi. Ý là anh nói hồi năm 2000 mới mấy á, thời mà ảnh đang nổi á, là buổi sáng uống cà phê guitar gặp ảnh, ngày nào cũng gặp, buổi tối nhậu K3 gặp ảnh. Thấy chưa? Đây là bạn của ca sĩ Dân Quang Long đó các bạn, tới đây mấy là từ thiện, có duyên đi phát từ thiện. Người ta mới chỉ, rồi mấy bạn mới vô đây. Phát từ thiện. Hôm nay đoàn chúng em đi xuống đây là từ thiện, vô tình có ông chủ tịch cũng chỉ. Cái mộ anh Long đốt mấy nhà. Ủa chị đi từ thiện ở khu nào chị? Ở ngay chợ Bình Tiên, ở trường ở ngay chợ Bình Tiên luôn. Qua cổng cái là có trường học đó. Có trường học. Để cho cốt của ca sĩ Dân Quang Long mọi người. Này là người thật gì thật, nghe là ảnh chết cũng buồn. Nói tại đây bạn ơi. Tại nghe ngày xưa mà gặp ảnh hàng ngày qua cà phê với ta, tới cà phê với ta hỏi ổng ai mà không biết, thì trong ở ngoài. Đúng rồi, các bạn nói lớn lên thật nha. Trời ơi, đẹp gái mà nói chuyện mạnh dạn, dễ thương. Có duyên nghe vậy, cái miệng rất là có duyên nha. Mấy hàng năm rồi đó. Bạn nào đẹp, bạn nào cũng xinh. Bữa giờ theo dõi như kênh YouTube coi ảnh không à, đâu có dịp xuống, tự nhiên hôm nay có duyên ghê. Mấy chị ở Sài Gòn hả chị? Còn cái này phát xong rồi mình đi về hay vậy hay là còn phát ở đâu nữa không? Không, xong rồi tem về. Xong rồi đó về. Mấy bạn về, mấy bạn nhớ để số Zalo ngay chữ cái cổng nha mấy bạn. Trên đây là mã của ông nội bà nội của anh Vân Long. Thì để bữa cơm ngon là sao vậy? À mà bà bệnh viện nào ở Sài Gòn vậy em? Tất cả bệnh viện Sài Gòn. Em có từng gặp được ca sĩ Dân Quang Long chưa em? Em thì đi làm suốt phải không, không ít ở Việt Nam cho nên không có gặp. Vậy là em là Việt Kiều phải không? Việt Kiều ở xa. Một bạn gái làm từ thiện rất là dễ thương các bạn nghe. Cũng tới giếng nhiều lắm đó. Sĩ Dân Quang Long đi đâu người. Đó mà mọi người không có. Chị nào cũng đẹp hết nha. Ba chị em thấy đi nào cũng đẹp hết trơn. Em nói đại đi nha. Mấy anh ghi hình đi, em cứ nói đại. Con 6 con thứ 7 đạo mà cũng đi theo ba chị, ba chị đây đứng ngay mộ chụp tấm hình đó chưa ba chị? Nữ tử rất là cao đẹp nè mọi người. Ba chị đây đứng trước mộ chụp tấm hình đó. Bữa coi YouTube mà thấy Linh Lan thẳng đứa con mà thấy tội gì đâu á. Dạ. Nấu nút nút mà cứ ngồi ngồi tem đi mình em mệt đó. Đây là mấy em ở đây mày YouTuber quay phim chạy còn mệt đó chưa chị? Mà công nhận khỏe thiệt luôn á. Nhỏ nút mà ẩm đi ngồi. Ít nhất cũng phải mười mấy kilo á.
giờ đi bộ mình mà còn thấy mệt anh chị ấm như đứa nhỏ. Thấy con kia chị Lan cũng không? thấy thương Lan, thấy ẩm đứa con ai cũng đúng rồi. Không biết là Lan có lỗi không có lỗi, nhưng mà thấy như vậy là người ta thương à. Rồi đúng rồi, cái đó là mình thấy trước mắt mà. Ẩm đứa con mà đi mà mấy cây số mà mình đi không mình còn mệt đúng hồi gì. Ẩm đứa mà bé hay lên nó uống nu nè. À là thay vậy, nếu thay chị mà ẩm một bé nhưng mà đi đoạn đường xa vậy chị ẩm nổi không? Không nổi đâu, chị đi không nãy chị đi từ trường học qua đây mà chị còn mệt rồi. Dạ. Không bây giờ chị có thể là cho tụi em ẩm chị ra từ đây thôi, tới rồi chị nổi ra chị học lại. Mặc dù em bị xương khớp bị yếu nhưng mà cũng ghét. Chị bạn này, bạn này có thấy tội nghiệp không? Thấy tội nghiệp kìa. Phan Trung Thành đó. Ngày nào cũng to hết trơn. Mắt cũng to nữa. Phan Trung Thành với bé Hà Lan nè. Chị tên gì? Chị tên gì với mẹ quá? Lina, Lina, Lina. Lina. Tên đẹp dữ vậy trời. Trang của ta. Trang của ta. Rồi, cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha. Rồi, cảm ơn anh. Chúc mấy anh. Thì hôm nay cũng có rất là nhiều tới người, tới khách, tới quý nha tất cả mọi người. Kêu em đưa chìa khóa rồi.